thường chạy với 10 chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo. Mỗi đội có 3 kíp xe luân phiên sử dụng một xe tăng để thi đấu. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng tùy theo nội dung phiếu bốc thăm mà thứ tự thi của từng vòng sẽ có sự khác biệt. Có 4 nội dung: 1. Vòng chạy tốc độ, 2. Bắn pháo chính, hành tiến bắn pháo ngang từ thân xe, 3. Bắn súng máy phòng không, 4. Bắn súng máy PKT. Hoàn thành phần thi tiếp sức, mỗi đội phải tiêu diệt đủ 24 mục tiêu. Nếu bắn trượt mục tiêu đạn pháo, xe phải chạy 3 vòng phạt, còn các loại mục tiêu khác là 2 vòng phạt. Tham gia nội dung xe tăng hành tiến từ năm 2018, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó năm 2019 giành huy chương bạc ở bảng 2, năm 2020 giành huy chương vàng ở bảng 2, năm 2021 đội tuyển Việt Nam thi đấu tại bảng 1 với các đội tuyển mạnh nhất. Xe tăng được sử dụng trong cuộc thi là phiên bản nâng cấp T-72B3 của Nga. Ngoài ra, các quốc gia có thể mang xe đến thi đấu nhưng khi tính kết quả sẽ có dung sai. Mời quý khán giả theo dõi các nội dung thi đấu của đội tuyển xe tăng và các đội tuyển khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2021 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, website và các hạ tầng truyền thông mạng xã hội của kênh. Chính thức diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2021. Cuộc thi pháo thủ giỏi khẩu đội súng cối tại hội thao Army Games 2021 được tổ chức tại nước Cộng hòa Kazakhstan. Là lần thứ hai tham dự hội thao Army Games 2021, đội tuyển pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ lưỡng, cùng tinh thần quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Với thành tích đạt được tại Army Games năm trước, giành vị trí thứ tư của bảng xếp hạng, vị trí thứ ba trong cuộc thi cá nhân, đây vừa là động lực, vừa là thách thức đặt ra cho đội tuyển khi tham dự tại hội thao năm nay. Theo quy chế thi của nội dung thi pháo thủ giỏi khẩu đội súng cối, mỗi quốc gia được cử 3 kíp thi đấu, gồm 2 khẩu đội thi đấu chính và 1 đội dự bị, với tổng số vận động viên là 15 người. Các đội tuyển đến từ 12 quốc gia khác nhau sẽ tranh tài lần lượt tại 3 giai đoạn thi. Thi khẩu đội ban ngày, khẩu đội ban đêm và thi khẩu đội tiếp sức. Chiều dài đường đua là 4 km. Ở mỗi một giai đoạn, các kíp thi đấu sẽ sử dụng xe bọc thép, chạy theo 2 vòng đua và thực hiện các bài bắn hỏa lực với 4 vũ khí, súng máy PKT, súng cối 120mm, súng B-41 và AK-74. Nếu như tại hội thao Army Games 2020, đội tuyển pháo binh sẽ sử dụng xe vận tải quân sự Uran, thì năm nay, các tuyển thủ sẽ thực hiện các nội dung thi với xe bọc thép hạng nhẹ đa năng MTLB. Trong quá trình thi đấu tại hội thao, các trang bị khí tài đều do nước chủ nhà bảo đảm. Đây cũng được xem là một thách thức với đội tuyển pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam khi cần có thời gian làm quen với khí tài mới. Với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các tuyển thủ trong đội tuyển pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt và làm chủ những vũ khí khí tài mới và quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại đấu trường Army Games 2021. Mời quý khán giả theo dõi các thông tin thi đấu của đội tuyển địa hình pháo binh và các đội tuyển khác trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, website và các hạ tầng truyền thông mạng xã hội của kênh. Hướng anh sau ngày nếp
trên xe ấy là cùng một hướng. Nổ máy lên nào một giờ xung phong, trưởng quân phủ lòng chỉ biết có tiến công. Năm anh em ta mà năm cái tên, ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa. Trên tham pháo một mưa sao màu lửa, năm qua tin chung đầm xôn giang, một con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh và ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu mòn sông, buồn tìm tình khuya khó trong trận này. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xuống trần cả năm người như một. Hồng lính xe tăng anh trước anh sau, ngày Tết ở ăn mỗi người một tính, nhưng khi hát ta cùng một nhịp, một người đau.